Hello, xin chào mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái con đường về đêm. Và hiện tại là trong cái mùa dịch này, và hôm nay là ngày thứ 11 rồi. Và đây mình đang có mặt trên con đường Bùi Thị Xuân, một trong những con đường ở trung tâm thành phố. Những cái ngày bình thường thì con đường này khá là nhộn nhịp, các cái cửa hàng buôn bán rất là tấp nập. Và trong cái mùa dịch này thì thấy ngoài đường hầu như là rất là vắng luôn, mọi người đều đóng cửa hết rồi. Và bây giờ chỉ mới có 7:30 thôi, 7:30 mà ra đường vắng giống như là 11, 12 giờ những cái ngày mà bình thường vậy. Và bên tay phải của mình là trường trung học Nguyễn Du nha mọi người. Thì ngày hôm nay chiều nay có một trận mưa rất là lớn, cho nên là đường hôm nay cũng hơi ướt, cho nên là thấy ở bên này mà mình thấy có lác đác một số quán vẫn còn hoạt động. Và đây cũng là đường Bùi Thị Xuân nha mọi người. Thấy ở cái đường này tập trung rất là nhiều khách sạn đây. Và giờ sau cái lệnh cấm cách ly á, thì hầu như là đóng cửa hoàn toàn luôn. Đấy, bên tay trái của mình là một cái tiệm cơm chay, và vẫn còn đang hoạt động. Đây là tiệm cơm chay An Lạc Tâm, một tiệm cơm chay rất là nổi tiếng. Và như cái tiệm này cũng hai ba chi nhánh ở Đà Lạt, mình cũng có 2-3 chi nhánh, cũng khá là nhiều chi nhánh. Đây, buổi tối mình thấy có những cái hoàn cảnh cũng hết sức là khó khăn, và giờ này họ chưa được về nhà ăn cơm mà phải đi ra ngoài đường kiếm sống. Mình vừa mới thấy một ông cụ đang đi lượm ve chai, đấy là lượm những cái vỏ lon và mấy cái thùng rác này này mọi người. Đấy, họ lượm những cái đồ mà họ đem đi bán được thì họ kiếm sống. Bên cạnh đó cũng có một số hoàn cảnh hết sức là khó khăn, và cái mùa dịch này thì không biết khi nào mới hết. Và mình cũng đi gần hết đường Bùi Thị Xuân rồi mọi người ơi. Phía trước của mình là đã ra tới một vòng bộ hồ Xuân Hương. Mọi người có thể thấy bộ hồ Xuân Hương ở phía trước. Tối nay bộ hồ Xuân Hương
có một cái làn sương mờ nhẹ ở dưới mặt hồ. Đấy, và cũng ngoài đường cũng rất là vắng luôn. Đấy, mọi người có thể cái nhà hàng Thanh Thủy ở bên phía tay trái của mình đó, bây giờ thì họ đã đóng cửa rồi. Và bây giờ ai mà ra đường là phải có lý do chính đáng nha mọi người. Lý do chính đáng để mua thực phẩm hay là để mua những cái đồ thiết yếu, và bắt buộc ra đường phải đeo khẩu trang. Mình thấy bên kia có mấy người bị bắt rồi tại vì không đeo khẩu trang. Đấy, mọi người có thể thấy là đây là vòng xoay nước của vào chợ đây. Đấy, mới có 7 giờ 30 thôi mọi người. Trời rất là vắng luôn. Ở trên một con đường đi vô chợ mà chỉ có 2 chiếc. Chỉ có 2 chiếc xe đi thôi mọi người ạ. Vắng cực kỳ là vắng luôn. Như một cái thành phố ma vậy mọi người. Đấy. Hầu như là không có ai buôn bán ở đây cả. Bán rất là nhiều quần áo này, bên này bán rất là nhiều quần áo này. À, người ta chạy chợ đêm nên người ta bán rất là nhiều quần áo rồi giày dép tất cả các thứ luôn. Và chưa bao giờ mình thấy nó vắng đến như vậy luôn. Mấy chục năm chưa thấy bao giờ mình thấy cái cảnh tượng như thế này luôn mọi người. Nhiều người họ đem cầu lông ra đây họ chơi nữa này. Bình thường thì bên này bán rất là đông quần áo rồi đồ xô rồi các kiểu vậy. Và cái khúc dưới này là mình thấy là tấp nập nhất luôn. Trong một mấy tiếng đồng hồ thôi mà, và tới sáng ngày hôm sau thì mọi thứ lại trở lại hoạt động bình thường. Và đây là view ở trong chợ nhìn ra. Mọi người thấy là giống như là giống như là đang lúc nửa đêm vậy mọi người ơi.
Và bây giờ mình đang đi qua cầu Ông Đạo nhé mọi người. Một thành phố cũng mình thấy khá là yên tĩnh. Trời, vào những cái ngày lễ mà Noel rồi hay là festival dọc cái con đường này là mình thấy là coi như là nghẹt đường luôn đó mọi người. Và những cái ngày bình thường thì mình thấy người ta đi tập thể dục ở đây rất là nhiều. Và tới bây giờ là người ta cũng không cho mình đi tập thể dục và tụ tập nữa nha mọi người. Tới cái ngày tới mấy cái ngày cái buổi trước á, thì mình vẫn thấy vẫn có người đi tập thể dục rất là nhiều. Phía trước mình là công viên Yeltsin đây. Mọi người mình thấy hai bên lề đường mọi người thấy vắng cực kỳ là vắng luôn. Công viên kìa, bây giờ mình không có ai luôn. Đấy, bây giờ chỉ có một số người ngồi đây thôi. Cho ra đây đâu nha mọi người. Bây giờ mà ôi mọi người thấy bên kia đẹp chưa mọi người, bên tay trái của mình đấy, ánh đèn đường chiếu xuống mặt hồ nhìn trong nguyên một màu vàng đẹp đẹp quá trời luôn mọi người ơi. Và mình đi cuối đường cái đường thẳng mọi người đi thẳng lên là đi chốt ga rồi lên thông qua bên Phan Chu Trinh, ngã tư Phan Chu Trinh. Bây giờ mình tiếp tục đi một vòng bờ hồ xem sao. Nãy giờ mình đi được đầu kia qua đây là cũng được nửa vòng bờ hồ rồi. Đêm nay cũng lạnh quá mọi người ạ. Xung quanh mình bây giờ mình chỉ chẳng nghe cái tiếng gì, im hơi luôn mọi người ơi. Rất là yên lặng luôn. Ngoài cái tiếng xe máy của mình ra thì hầu như là mình không còn nghe thấy tiếng gì nữa rồi.
Rồi bên này, cái bên này là hồi 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 tháng 12 á, và họ làm rất festival hoa, thì họ bên này họ trang trí đây mọi người, trang trí bên này rất là nhiều hoa rồi. Bây giờ là họ dọn hết rồi, giờ chỉ còn mỗi cái chỗ đó thôi đó mọi người ơi. Ở bên bên phải của mình là công viên, trên này có một cái công viên nè mọi người. Rồi trời Đà Lạt mùa này buổi tối thì sương mù rất là nhiều, buổi tối buổi sáng sương mù rất là nhiều, buổi chiều lại bị lại mưa. Thời tiết tháng 4 này là vào mùa mưa rồi. Và thời tiết Đà Lạt mưa từ tháng 4 tới hết tháng 11 nha mọi người. Và cái thời điểm mà mưa ác nhất là tầm tháng 7 đến tháng 10 là mưa ác nhất đó mọi người. Có tháng này mưa, năm như năm ngoái là mưa dầm, mà mình thấy mưa dầm gần như là một tháng. Gần như là một tháng luôn đó mọi người. Năm ngoái cũng khá nhiều trận bão. Hết cơn bão này rồi tới cơn bão khác tới. Hầu như là mưa suốt, mưa liên tục. Và đây bên tay phải của mình là vườn hoa này mọi người, vườn hoa của thành phố. Bây giờ thì không còn khách nào nữa nghe mọi người, kể cả ban ngày cũng không có khách luôn. Bên tay phải mình cũng là hồ bơi Phù Đổng nha mọi người. Ở Đà Lạt mình chỉ có mỗi cái hồ bơi này thôi. Và mình đang đi trên con đường Trần Nhân Tông. Con đường này chạy thẳng ra ngã năm đại học. Ôi bên này họ bán ốc đêm nè mọi người. Quán này mới mở, mình chưa ăn lần nào. Đà Lạt mình có một số cái quán ốc cũng khá là ngon. Bây giờ mình đang đi ngang qua trường đại học Đà Lạt. Mình không biết tại sao mấy cái hàng trái cây với lại
mấy cái hàng cửa hàng điện thoại di động vẫn còn hoạt động mà. Nhưng mà đặc biệt ở cái đường này thôi nha mọi người, đây mọi người có thể thấy này. Đây có cái quán cháo này, phở này, khách sạn này, rồi thời trang, rồi hớt tóc, rồi bán giày dép này, họ vẫn hoạt động bình thường. Đây là đường Nguyễn Công Trứ nha mọi người. Đường này thì cũng có nhiều quán nhậu rất là ngon, thường mở cửa vào buổi tối. Đây ở đầu này có cái quán nhậu khu đực này. Quán này ngon lắm mọi người, Tony này. Đấy. Bây giờ thì không còn người nào, quán nó vẫn mở cửa nhưng mà không có ai ăn hết mọi người ơi. Đấy. Ở đây là khu quán khu đất 2 này. Ngày thường thì những cái quán này là coi như là không có chỗ mà ngồi luôn mọi người, chen nhau. Chiều nay có trận mưa khá là lớn nên đất sình này, trên đồi tu xuống khá là nhiều. Ok, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo của mình.